Hello, xin chào quý chị và các bạn nha. Thì lại là Minh To đây. Cảm ơn quý chị và các bạn đã xem video của em. Thì trước hết là kính mời quý chị và các bạn đã hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Thì hiện tại thì em đang ở đây là công viên Ao Thiếc nha các anh quý anh chị, ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì lâu, rất là lâu luôn rồi mình không có đi ra khu vực bên này. Mình chỉ là đi tới ngay chỗ phía bên kia đó, mình đi thẳng xuống ao Trần Đưa là mình đi về thôi. Đó, mình không có đi hướng này nên mình không có biết. Đó, hiện tại thì bây giờ thì bữa nay là tháng 3 ha. Giữa tháng 3 thì mình đi vòng vòng khu vực này. Mình tham khảo coi này đang làm gì ha. Đây các bạn, đây thì đang cải tạo lòng hồ. Đây chắc là mình làm một cái hồ sinh thái. Là ok luôn. Có thể là mình quay khu vực này nó hơi bị chói sáng do ánh sáng phía bên kia nha quý anh chị. Thì mình sẽ đi một vòng qua phía bên đây. Thì mình chắc chắn sau này cái điểm này là điểm du lịch đáng để cho các bạn trẻ có thể là tham quan và vui chơi giải trí ở đây ha. Ồ, khúc này thì nó vẫn chưa làm các bạn ạ. Đó, khúc đường này thì nó vẫn chưa làm. Nếu các bạn thấy không thì cái khu vực lòng hồ này rất là rộng luôn. Chú ở đây là làm hồ luôn hả chú? Làm cái hồ nói bên kia luôn hả? Cái này là thuộc công viên Ao Thiếc luôn. Này là tại sao nó gọi là Ao Thiếc chú? Hồi xưa tới giờ là. Hồi xưa tới giờ đó hả? Con ở xa vậy? Cái này là rộng khoảng bao nhiêu chú? Không biết hả, khu vực này. Tính từ cái mốc đầu lọ ngoài á. Dạ. Mà tới đụng cái chợ Gia Cầm kia là 970 mét không? Dựng cây số đó. Dạ dạ. Dạ dạ à dạ rồi khoảng mấy trăm mét thôi. Ao này nước vô cái bên kia lại mà để lấn ra làm kè nước ngoài dạ dạ chứ không có lấn vô nước dân dạ dạ rồi dạ cũng cảm ơn chú nhé. Dạ. Mình đi chiếc xe của vợ mình ha. Xe vợ mình là biển số ở Đồng Nai, Long Thành Đồng Nai. Ơi chết và không có đường đi đâu các bạn ơi. Ở Long Thành Đồng Nai nên đi đâu mình cũng nói à con địa phương xa tới để hỏi thôi chứ mình nói thật sự là ủa đường này đâu có đi được đâu hả chú? Dạ. Dạ. Đi ra ngoài. Dạ rồi, dạ cảm ơn. Dạ.
Quay trở lại vấn đề ha, là mình dân Gò Công mà mình không có biết ở đây như thế nào ha, nên mình hỏi cũng hơi ngại, nên mình cứ nói là mình ở địa phương khác tới không. Tiếu rồi chứ. Rồi, đây là thực tế của công viên Ao Thiết. Công viên Ao Thiết này thuộc thị xã Gò Công ha, phường 3. Đối diện bên sau Nhân Động ở chỗ đó, cái chỗ trường trung học phổ thông Trương Định ha. Thì ở đây thì tập trung rất là nhiều bạn trẻ để về đây vui chơi. Đó. Đó là hiện trạng của công viên Ao Thiết tháng 3 2020. Để mình lặn một vòng quanh đây nữa nha. Hả? À, kênh của chú hả? Mấy đứa sạch Minh Tò Haribu là thấy à. Ủa anh có chú nhà ở đâu? Nhà ở đây. Ủa. Ủa sạch gì chú? Hả? Sạch gì chú? Minh Tò Haribu. Ủa, ghê vậy. Ê, có điện thoại không? Có. Mà có wifi đâu chơi. Ừ. Nè. Em coi một clip của anh rồi. Coi rồi hả? Coi rồi. Mà coi clip gì? Clip gì mà ông không nhớ nên mà coi rồi. Coi rồi hả? Ủa bộ máy đó anh tự làm hết hả? À, anh tự làm hết á. Không quay bằng camera nè. Mới quay lại. Ừ, ok. Mấy đứa ở gần đây hả? Ủa anh nhà ở đâu vậy? À, nhà anh trong trong phường 5 đi vô xíu. Ơi. Phường 5 đi vô xíu. À. Phường 5 đi vô xíu. Hả? Nhà anh đang quay hay gì không? Anh đang quay luôn nè. Ủa, anh có cho mấy gì ta? Bạn biết nhà không anh? Ừ, có chứ. Mày muốn kiếm mấy anh hả? À, anh đang quay quê luôn hả? Ừ. Ờ, chào mấy đứa nha. Chào anh. Ừ. Đó, thời đại công nghệ hiện tại bây giờ á, các bạn thấy thì mấy bạn nhỏ biết rất là nhiều về YouTuber. Đi đâu mình quay thì các bạn cũng lại hỏi là ở anh làm kênh gì vậy? Ha. À, sân vận động, hồi xưa là sân vận động nha các bạn. Bây giờ là trung tâm thể thao của thị xã Gò Công rồi. Nên tráng bê tông toàn bộ. Rồi lúc Tết mình có mua quay mấy cái video về Hội Xuân á các bạn nhớ không? Tại ở đây đây. Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người thả diều trong đây. Rất là vui luôn.
Đây rất là vui nha các bạn. Đó, đây là trung tâm văn hóa thể thao của thị xã Gò Công nha các bạn. Thì các bạn ở khu vực này thì mời các bạn ra đây cùng vui chơi với mọi người nha. Rồi, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì mình khi các bạn mà có ý kiến gì thì các bạn nhớ bình luận phía bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn về những cái video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.